Anh em nhớ skin này không? Tôi chơi con này, màu này. Với là lâu tôi có hay chơi màu màu trắng. Nhưng bây giờ tôi quen chơi skin này rồi. Thôi chơi lại skin skin 2020 đi. Thằng mày quá khứ xíu. Tôi chỉ cho anh em những cái bước đánh con hả, con Kai'Sa này hay nha. Anh em nè, muốn đánh Kai'Sa hay lắm, anh em phải vô game, anh em phải cần cho Nam lên. Đợi cái mũ bảo hiểm vô. Phải đợi mũ bảo hiểm vô đánh mới hay được á. Chung anh em ơi. À, không để nó cầm xe ta. Không để nó cầm bị sức. Ơ à, mất xe. Ây da. Trời, lát đâu? À, tịch lát bây giờ chứ. Tại sao lại như vậy? Cái pha kia quýnh thì tụi nó chưa xuống kịp mà. Thời tiên nó xuống mấy lát là sao ta? Mày này anh ta lao quá. Anh ta lao quá. Trời. Trời xong đích chơi nó trời. Hay da má nó điên kìa. Trời ơi, cái gì mà ai muốn gank cao thì spam phím A nhiều vô này, tôi không spam luôn nè. Ây da, này tôi không spam, tôi không bấm A luôn nè. Chừng nào tôi bắn gift tôi mới bấm A đó. Đâu ra cái đó trời trời. Thời Goma Yoshi quá 180 phút đúng không? Nhục vậy. Phải nó biết nó lắp, biết nó quy mình rồi, mình né rồi. Gỡ ghé.
Em có cùng một linh anh em ơi. Ừ. Ngon. Này nó chậm tay, cỡ rẻ hơn. Ha, vẫn không chấp nhận được nha. Chạm nó cái hay vậy. Okay. Con Slider nữa, đừng con Slider nữa. Rồi nó kêu 100 hoài, con Slider. Ok, ok. Like subscribe cho đời nha, cảm ơn em nhiều. 91.000 subscribe rồi anh em ơi. 9.000 nữa chúng ta có nút bạc rồi.